Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 208 công trình ghi công liệt sĩ, 1.858 mộ liệt sĩ tại 100 nghĩa trang. Trong đó, 14.559 mộ liệt sĩ có nguyên quán tỉnh Thái Bình, 248 mộ liệt sĩ có nguyên quán ở tỉnh ngoài và 3.048 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ thường xuyên được quan tâm, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, được xây dựng bằng vật liệu cứng, bền vững. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhằm ghi công ơn và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Song song các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới ngày thương binh liệt sĩ luôn được các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Thái Bình quan tâm, chú trọng bởi sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng cho độc lập, tự do của dân tộc cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà còn cho muôn đời con cháu mai sau. Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người dân Thái Bình. Thành phố đã tổ chức khảo sát và nâng cấp nghĩa trang nhiệt sĩ xã Vũ Chính, nhiệt sĩ phường Trần Ám, đây là hai nghĩa trang do thành phố quản lý. Ngoài ra thành phố cũng chỉ đạo các cái phường xã à, tăng cường công tác giả soát, à, cải tạo, nâng cấp các cái công trình, các cái nghĩa trang à, và phần mộ của liệt sĩ tại các nghĩa trang do các địa phương quản lý. À, ngoài cái hoạt động tôn tạo các cái công trình ghi công liệt sĩ thành phố cũng tổ chức thành lập các cái đoàn đại biểu đi thăm tặng quà cho các cái tại các cái trung tâm nuôi dưỡng người có công trong tỉnh các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành lập các cái đoàn đại biểu gồm có đảng ủy thường trực của hội đồng ủy ban cũng như các cái ban ngành đoàn thể tổ chức tiếp nhận và trao tặng quà của chủ tịch nước và của tỉnh của thành phố đến tay các đối tượng và đảm bảo kịp thời chính xác và trân trọng ngoài các hoạt động trên thì thành phố cũng đã thành lập các đoàn đại biểu của thành phố gồm thường trực thành ủy thường trực hội đồng dân ủy ban dân và các lãnh lãnh đạo các cái ban ngành đoàn thể dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại toàn bộ tất cả các nghĩa trang trên địa bàn thành phố và chỉ đạo các phường xã tổ chức lễ thắp nến tri ân đồng loạt vào 20 giờ ngày 26 tháng 7 trên địa bàn thành phố. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn nhằm ghi nhớ tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Song song các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ, luôn được các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Thái Bình quan tâm chú trọng. Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Thái Bình tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức chuyến thăm, tặng quà các thương bệnh binh nặng là người con quê hương Thái Bình đang điều trị tại một số trung tâm điều dưỡng thương binh đến động viên, thăm hỏi, sức khỏe, tặng quà. Trong tháng 7, Sở có nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi, trao quà của chủ tịch nước, của tỉnh cho người có công và thân nhân của họ. Tổ chức các đoàn đại biểu viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, đặt vòng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tỉnh. Phát động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với những hoạt động phong phú, các cấp, các ngành đoàn thể tổ chức cá nhân và cả xã hội đã và đang hướng về ngày thương binh liệt sĩ với các hoạt động ý nghĩa và đầy trang trọng